Hai mọi người, sắp tới mình sẽ khai giảng một số lớp IELTS online 4 kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao ha. Ngoài ra còn có các lớp kèm mục 1 Speaking hoặc Writing vào ban ngày. Thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo trong hình nha. Và bây giờ mình sẽ trở lại video ngày hôm nay. Mình sẽ tiếp tục giảng một chủ đề Part 2 nữa. Đó là chủ đề Describe a foreign dish you would like to try. Một chủ đề mà mình thấy cũng khá là khó để phát triển ý ha. Rồi đầu tiên mình sẽ đến với phần tìm ý, brainstorming cho bạn nào muốn nói riêng thứ của các bạn ha. Đó đây là describe a foreign dish you would like to try. Thì mình nói là I'm gonna talk about name of the dish. Paraphrase, which is a type of cái gì đó food that I wanna try. Đó, thuộc về cái nước đó. Ví dụ như Japanese food, Korean food, Italian food, Mexican food, Indian food, Vietnamese food. Đó, ví dụ ha. Describe briefly about it. Đó, miêu tả thì mình phải miêu tả ngắn gọn về nó ha. Nó được làm từ những cái thành phần gì. When and how you heard of it. Đó, mình biết đến cái món này khi nào, nghe đến cái món này khi nào, trong cái hoàn cảnh nào ha. Sử dụng cái bộ khung quen thuộc cho bạn nào theo dõi kênh của mình lâu rồi thì đã biết rồi đúng không? Why you haven't tried it? Mình muốn thử thì chắc chắn là chưa thử đúng không? Thì tại sao mình chưa thử? When you would like to try it? Khi nào thì mình sẽ muốn thử? Why you would like to try it? Đây là cái ý quan trọng nhất ha. Bắt buộc phải có ý này trong cái bài nha. Ráng làm sao trong 2 phút nói phải có được ý này. Lý do vì sao bạn muốn thử nó. Và cuối cùng là you hope to try it soon. Cái mong đợi được thử nó sớm ha. Đó, đó là cái sườn ý ha. Các bạn tham khảo thử. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với bài mẫu của video ngày hôm nay. Mình sẽ chọn nói về cái burritos ha. Một cái món đồ ăn của Mexican, của Mexico ha. Đó. Right, I'm gonna talk about burritos, a type of Mexican food that I wanna try. As you probably know, it's a dish consisting of a thin flour tortilla filled with a variety of ingredients like beans, cheese, tomatoes, or lettuce. If I remember correctly, I first heard of this dish when I was watching a video on YouTube named Fascinating Foods Around the World, and I was impressed with it because it looked quite colorful. It was also the only dish in the video that I hadn't tried before. In fact, I've been meaning to try it since that day, but over the past few months, I've been swamped with my studies at university and IELTS courses, so I haven't had a chance to try it yet. I guess I'll go and look for one after I finish this exam with a decent band score as a way to celebrate. There are several reasons why I would like to give a burrito a try. First of all, it's made with ingredients that I enjoy and looks visually appealing with a great combination of meat and vegetables. You know what? I'm the type of person who's into foods with different colors and at least some veggies in the recipe. So I suppose this dish would suit my taste. Additionally, trying a burrito would give me a taste of Mexican cuisine, which is renowned for its rich flavors and diverse ingredients. Besides, I want to see if it's better than bánh mì, which is also a very popular kind of street foods in Vietnam and well-liked by many foreign tourists. I believe bánh mì with this crispy baguette filled with meats, pickled vegetables, and fresh herbs is a tough competitor. Just speaking of it already makes my mouth water, and I'm excited to add burritos to my list of culinary adventures. Đó, đó là toàn bộ bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa để dịch nghĩa như là lưu ý về phát âm nhé. Tôi sẽ nói về burritos, tiếng Mỹ là burritos ha. Tiếng Anh thì là burrito. A type of Mexican food that I wanna try. Một cái loại đồ ăn của Mexico mà tôi muốn thử. As you probably know, như bạn có thể đã biết ha. It's a dish consisting of a thin flour tortilla. Đó, lưu ý cái chỗ này đọc là flour, đồng âm với cái từ hoa ha. Đó, nó là một cái món ăn mà gồm một cái lớp bột tortilla. Ha, tortilla là một cái món, cái bột bánh, cái loại bánh mà ở bên Mexico. Filled with a variety of ingredients. Và có nhân ha, được nhồi ở trong. Filled with là cái nhân ở trong, là rất là nhiều những cái thành phần. Như là beans, đậu, cheese, phô mai, tomatoes, cà chua, hay là lettuce, salad đó, ha. If I remember correctly, I first heard of this dish. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đầu tiên tôi nghe về cái món, tôi nghe thấy, biết đến cái món ăn này ha. When I was watching a video on YouTube named, là khi mà tôi đang xem một cái video trên YouTube tên là named Fascinating Foods Around the World. Những cái món ăn đó là thú vị ở vòng quanh thế giới. And I was impressed with it because it looked quite colorful.
và tôi bị ấn tượng bởi nó bởi vì nó trông rất là nhiều màu sắc. It was also the only dish in the video that I hadn't tried before. Và nó cũng là cái món ăn duy nhất trong cái video mà tôi cũng chưa thử trước đây ha. In fact, I've been meaning to try it since that day. Thực tế thì tôi đã luôn muốn thử nó kể từ cái ngày đó. But over the past few months, nhưng mà những cái tháng vừa qua, I've been swamped with my studies at university and IELTS courses. Thì tôi khá là bận biểu, ngập đầu trong cái gì đó ha. I've been swamped with to be swamped with something ha. Tôi bị ngập đầu trong cái việc học ở trường đại học và những cái khóa học IELTS, IELTS courses. So I haven't had a chance to try it yet. Cho nên tôi cũng chưa có cơ hội để thử nữa. I guess I'll go and look for one after I finish this exam. Tôi đoán là tôi sẽ đi và tìm cái món này ha, sau khi tôi đã thi xong. With a decent band score, với một cái band điểm cũng tạm ổn. As a way to celebrate, như là một cái cách để ăn mừng thôi ha. There are several reasons why I would like to give a burrito a try. Có một vài lý do tại sao mà tôi muốn thử cái món burrito này. First of all, it's made with ingredients that I enjoy. Đầu tiên là nó được làm bởi những cái thành phần mà tôi thích. And looks visually appealing. Và nó trông rất là bắt mắt ha. With a great combination of meat and vegetables. Với một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa thịt và rau. You know what? Bạn biết đấy, I'm the type of person who's into foods. Tôi là cái kiểu người mà thích những cái món ăn with different colors and at least some veggies in the recipe. Với nhiều màu sắc ha. Và ít nhất phải có rau ở trong cái thành phần, trong cái công thức nấu recipe ha. Some veggies in the recipe. So I suppose this dish would suit my taste. Cho nên tôi cho là cái món ăn này sẽ hợp với cái khẩu vị của tôi. Taste chứ phải là tết nha. My taste, my taste. Additionally, hơn thế nữa, trying a burrito would give me a taste of Mexican cuisine. Thì thử cái món burrito này sẽ cho tôi biết cái cảm nhận về cái ẩm thực ha của Mexican, của Mexico, là Mexican cuisine nha, cuisine, which is renowned for its rich flavors. Thì mà nó nổi tiếng với cái vị đó là đậm ha, rich flavors and diverse ingredients, và rất là nhiều những cái thành phần, những cái gia vị. Besides, I want to see if it's better than bánh mì. Ngoài ra thì tôi cũng muốn xem là nó có ngon hơn bánh mì không. Which is also a very popular kind of street food in Vietnam. Cũng là một cái món ăn đường phố rất là được yêu thích ở Việt Nam ha. And well liked by many foreign tourists. Và cũng được rất là nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Well liked by many foreign, yeah, foreign tourists. I believe bánh mì. Tôi tin là bánh mì ha. With this crispy baguette. Với cái baguette thì cũng giống như cái loại bánh mì ha. Giòn, crispy là giòn ha. Filled with meats và được nhồi thêm ở trong là gì, có thịt nè. Pickled vegetables, rau mà được ngâm chua ha. And fresh herbs, cũng như là các loại rau tươi. Fresh herbs hay là fresh herbs đều được nha. Is a tough competitor. Đó, thì là một cái đối thủ đáng gờm này. A tough competitor nha. A tough competitor. Just speaking of it already makes my mouth water. Thì mới nói tới thời đã làm cho tôi thèm chảy nước miếng rồi. And I'm excited to add burritos to my list of culinary adventures. Và tôi rất là phấn khích để thêm cái món burritos này vào cái hành trình mà trải nghiệm ẩm thực của tôi ha. Đó, my list of culinary adventures. Đó, đó là toàn bộ bài mẫu ha. Bây giờ mình sẽ gửi thêm một cái bài mẫu bên 5 đến 6 ha. Đó, độ dài mình đã rút ngắn lại. Các bạn thấy nó ngắn hơn hẳn ha, để phù hợp với tốc độ nói của bên 5 đến 6 hoặc là 6.5. Nội dung thì vẫn giữ nguyên về nội dung nhưng mà rút ngắn cái độ dài lại ha. Ngữ pháp cũng được đơn giản hóa lại và từ vựng cũng được đơn giản hóa lại luôn để phù hợp cho cái bên của các bạn. Khi các bạn học em bên 6 đến 6.5 thì đừng có học những cái bên cao quá ha. Các bạn học nó nhức đầu thôi mà cái hiệu quả nó phản tác dụng đấy. Nên những cái bên này mình sẽ chỉnh lại cho nó phù hợp, các bạn học đỡ cực hơn nha. Và nếu thấy mình có tâm thì nhớ like cũng như là bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching. And I'll see you guys in the next videos. Bye bye.